Bình thường ca sĩ hát á, thì hình như là càng giờ cuối thì càng sung hơn. Chính vì thế mà Hoàng Nam vừa rồi nghe các ca sĩ hát cũng rất là nhường các khúc nhạc trữ tình. Và Hoàng Nam chọn một bài hát thật sung để mong rằng buổi tối ngày hôm nay chúng ta không những thưởng thức những ca khúc trữ tình thật là vui, thật là đầm thắm, những ca khúc nhạc quê hương, mà cả có những giây phút chúng ta được cùng sôi động với nhau. Một lần nữa, Hoàng Nam rất cảm ơn những tình cảm yêu thương quý vị đã đến với giáo xứ trong buổi tối ngày hôm nay, ngày hôm qua và cả ngày mai nữa để ủng hộ. Và một lần nữa một tràng vỗ tay cho tất cả quý vị đã đến trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Yeah! Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và đang nghĩ rằng ở trên này nhìn thì gần này, ở đằng xa kia nhìn thấy ca sĩ nhỏ như con kiến à. Bởi vậy nếu em đi được xuống dưới càng xa bao nhiêu càng tốt, chỉ sợ là cái mic nó bắt không được thôi. Rất mong được đến gần với quý vị. Và như quý vị cũng vừa thấy là Hoàng Nhung hát xong rồi, anh chị em chúng tôi sẽ đi xuống dưới để mà bán những cái ticket, không phải bán để mình lấy tiền mà là được ủng hộ cho giáo xứ, các ca sĩ được đến gần với quý vị, không phải là đến để mà làm cái gì cả, nhưng mà được có cơ hội bán những ticket đó để quý vị ủng hộ giáo xứ và cũng là ca sĩ được đến gần với quý vị hơn. Đó là điều chúng tôi rất là vô cùng hạnh phúc vì điều đó. Và rất mong quý vị sẽ ủng hộ thật nhiều cho chương trình ngày hôm nay. Một bài hát kế tiếp có lẽ là nhẹ nhàng hơn. Xin mời cùng nghe một ca khúc rất quen thuộc, một sáng tác được mang tên... Thôi, em hát là chắc quý vị biết bài gì rồi. Chờ em nhé. Một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là sang nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Chiều mưa nhớ ơi, biển xanh vẫn xanh, người đi sang đây để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi, biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm, rồi xa nhau nghìn trùng. Lệ này cho em, hay lệ này cho anh, khi mộng ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời nuối tiếc, đêm cuối cùng bên nhau. Biết em sẽ buồn vì thuyền anh không rơi bên, biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phơi, ngày vui của em cùng anh trên đời, là hôm tiễn em về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này mua. Một đêm
chỉ một đêm rồi xa nhau nghìn trùng. Lệ này cho em hay lệ này cho anh khi mộng ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hãy muôn đời nuối tiếc. Đêm cuối cùng bên nhau, biết em sẽ buồn vì thuyền anh không rơi bên. Biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã là hôm tiễn em về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này vui. Là hôm tiễn em về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này. Trên thành còn kinh tiếng dương nữa không ạ? Nữa vỗ tay to hơn nữa không ạ? Yeah. Xin cảm ơn kinh tiếng nhiều. Đây là lần đầu em được đến với giáo xứ, thế nên là nếu mà quý vị ủng hộ, quý vị chèn một tràng vỗ tay lớn hơn thì em được hát tiếp đó ạ. Được không ạ? Yeah. Quý vị muốn nghe nhạc sung hay là trữ tình nữa ạ? Sung lên không ạ? Quý vị vỗ tay lớn hơn cho Hoàng Nam sung hơn được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Yeah. Cảm ơn các cô chú rất nhiều. Giữa bóng tối chớp trùng, tình em như giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước em về, dù em qua đắng cay. Gió mây đen tan nhanh, mặt trời đời lắm phong trần tay trắng tay. Trời đông ngại gió. Hãy subscribe.